Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Phần 14. Người chờ mua vé dài dằng dặc, 2:20 mới chiếu, bây giờ 1:40 đã kín người xếp hàng. Em vào trong xem áp phích, mình anh xếp hàng được rồi. Các đôi khác đứng díu dít bên cạnh, trò chuyện rủ rà rủ rỉ, để Flying Dance đứng đây chỉ tỏ làm tôi chạnh lòng. Em đứng đây với anh. Ở đây chán lắm. Nói chuyện với anh làm sao chán được, cho em ở đây mà. Tôi thực lòng cảm ơn dòng người chen chúc, khiến cho tôi và cô ấy có thể đứng xích lại gần. Trên mạng chúng tôi cách nhau cái màn hình, ở trong cửa hàng McDonald's chúng tôi cách nhau cái bàn, trên xe chúng tôi cách nhau cái lưng tôi, còn ở đây hầu như chẳng có chút khoảng cách nào. Cô ấy đứng bên trái, cánh tay phải của cô ấy đôi lúc chạm vào cánh tay trái của tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi trao đổi với nhau mấy câu không ra ngô ra khoai gì, nhưng cả hai đứa đều thấy dễ chịu. Không mua được vé xem phim, tôi cũng cam lòng. Ngày hôm nay thật tuyệt vời, thời tiết đẹp, xếp hàng cũng thú vị. Vé sinh viên 240 đài tệ một người, hai người 480 đồng. Cuộc chiến lần này thất bại cực kỳ thảm hại. Tất cả quân tướng trong ví hy sinh ráo cả. Vì cô ấy đứng bên trái, mà tôi dùng tay phải để lấy ví, nên không có cơ hội cho cô ấy ngăn tôi rút tiền ra. Thật đáng tiếc. Độ đến 2:10, chúng tôi mới mua được vé. Số ghế 13 và 15, lô 11. Ô kìa, lô 11 số 13 là sinh nhật anh. Thế thì sao? Em sẽ ngồi ghế này và em sẽ cất cái vé cẩn thận, được không? Đương nhiên là được, nếu em đòi trả tiền vé cũng được em ạ. Đồ tồi, anh đừng lo, em sẽ không trả tiền đâu. Tôi đang lo điều ấy đấy. Cô ấy không tranh trả tiền vé với tôi. Chúng tôi bước vào rạp lúc tắt đèn. Tôi rất ít tán chuyện khi xem phim, nên cả hai chúng tôi được đình chiến. 3 tiếng đồng hồ yên lặng thưởng thức bộ phim nổi tiếng gây sóng gió khắp thế giới. Tôi không lãng mạn lắm, nên không đến mức quá xúc động vì những cảnh quay diễn tình. Chỉ trừ đoạn đối thoại của Jack với Rose khi sắp chìm xuống đáy đại dương. Rose, listen to me, listen. Winning that ticket was the best thing that ever happened to me. It brought me to you. And I'm thankful, Rose. I'm thankful. Tôi cũng tên là Jack, nhưng may mắn hơn cậu Jack trong phim. Tôi không cần đánh bài ròng rã, cũng không cần mạo hiểm cả tính mạng để đặt chân lên con tàu, mà chỉ cần mở máy tính và online là tìm thấy cô Rose. Nhưng có một điều, anh ta may mắn hơn tôi ở chỗ biết vẽ, nên cô Rose chấp nhận cởi hết đồ làm mẫu. Trông Jack có vẻ chuyên tâm vẽ từng đường nét, nhưng thật ra là đàn ông với nhau ai chả biết, cố ý vẽ cho thật chậm ấy mà. Thử vẽ thẳng nghiện xem, có mà vẻo cái xong ngay. Dĩ nhiên, Flying Dance không bình tĩnh và tỉnh táo như tôi. Cô ấy cứ lăm lăm chiếc mùi xoa trên tay. Phim càng chiếu lâu, tần suất chấm khăn lên khóe mắt càng cao. Khi Jack bảo Rose hãy cố gắng đừng bỏ qua bất cứ một cơ hội sống, Rose đáp. I promise I will never let go, Jack. I will never let go, Jack. Cô ấy cũng thì thầm. I will never let go, Jack. Khi Jack chìm hẳn xuống biển, gói khăn giấy đựng trong ba lô cô ấy bắt đầu phát huy tác dụng. Bài hát cuối cùng cất lên, My heart will go on. Thì cô ấy cũng My tears will go on. Lệ bắt đầu rơi. Hết phim rồi, về thôi. Tôi đứng dậy, khẽ nhắc Flying Dance. Tôi e rằng một cử động dù nhẹ cũng sẽ khiến cô ấy khóc như chút nước. Cô ấy vẫn ngồi yên trên ghế, ngắm tôi một lúc lâu, không nói một lời. Mãi sau. Đồ tồi ơi, phim nào cũng có đoạn kết, còn cuộc đời vẫn tiếp tục phải không? Tôi gật đầu, trong lòng hơi thắc mắc. Nhìn thấy tôi gật đầu, Flying Dance bèn đứng dậy, khoác ba lô lên vai, cùng tôi ra khỏi những dãy ghế. Người xếp hàng bên ngoài chờ vào
và người bên trong chen chúc chui ra, tạo thành khung cảnh hỗn độn như tàu Titanic trước cơn bão. Dường như mới rời khỏi Titanic trên phim thôi, còn Titanic bên ngoài đời vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi ra khỏi rạp, nước mắt vẫn đọng lại trên má Flying Dance. Mình đi dạo một lúc nhé, hy vọng thành phố sắp lên đèn sẽ kéo cô ấy khỏi dĩ vãng đau buồn. Vâng, cô ấy gật đầu làm rớt hai giọt nước mắt xuống áo. Đồ tồi, anh ký tên vào đây đi. Flying Dance rút ra hai tờ vé. Ký thế nào cơ? Tôi thề sẽ đem toàn bộ sinh mạng phục vụ cô Flying Dance à. Tên anh ấy. Tôi vội ký lên tờ giấy. Cô ấy nhìn lướt qua, trong mắt thoáng một tia thất vọng, rồi thở dài. Cảm ơn. Tại sao vừa cảm ơn lại vừa thở dài nhỉ? Không lẽ chữ ký của tôi xấu quá? Chúng tôi tiếp tục dạo bước trong yên lặng. Flying Dance bỗng dừng lại trước quầy Christian Dior. Đồ tồi, anh đã xem chuyện nước hoa của Lemonade chưa? Dịp trước đăng trên mạng ấy. Xem rồi, cảm động nhỉ? Nhưng sao? Hôm đính hôn, nhân vật nam chính tặng lọ nước hoa Dol Vita của Christian Dior cho nhân vật nữ chính. Dol Vita trong tiếng Italia có nghĩa là ngày ngọt ngào. Thế à? Anh không xem kỹ đến thế. Ngày hôm nay của chúng ta có phải là ngày ngọt ngào không? Cũng tạm tạm, nhưng em khóc nhiều quá nên hơi bị bớt vui. Thế thì hơi ngọt ngào thôi nhỉ? Vậy mình mua một bình bé. May mà tiểu thuyết của Lemonade là về nước hoa, chứ nếu về kim cương hay là vàng bạc thì tôi gây to. Hơn 7 giờ rồi, em có đói không? Mình đi ăn nhé. Em nuốt không nổi đâu. Thế còn anh thì sao? You eat, I eat. Vừa nghe đến đấy, cô ấy lại bực trực rơi nước mắt. Tôi ngốc thật, mãi mới xua bớt bóng đen Titanic, tự nhiên lại lôi ra làm gì. Đến nhà hàng McDonald's hôm trước vậy. Flying Dance lau qua nước mắt, cười miễn cưỡng. Tôi gật đầu, cưỡi lên chiếc xe cà tàng. Cô ấy khẽ khàng ngồi phía sau lưng. Gió buổi chiều muộn bắt đầu heo heo lạnh. Đến McDonald's cũng khoảng bằng giờ hôm trước. Tôi hỏi cô ấy ăn suất số 1 không? Cô ấy liền lắc đầu một cái. Hỏi ăn suất số 2 không? Lắc đầu 2 cái. Hỏi ăn suất thứ 3 thì lắc đầu 3 cái. Cứ thế đến tận suất cuối cùng. Thế là tôi đành gọi hai cốc coca to và hai túi khoai tây chiên như lần trước, và vẫn ngồi bàn hôm trước. Anh không ăn thì sẽ bị đói đấy. Em không ăn thì anh cũng ăn không nổi. Thật ra từ sáng đến giờ tôi đã có gì vào bụng đâu. Tôi cắn một miếng khoai tây. Lạ thật, khoai hôm nay không giòn tan và thơm phương phức như hôm trước, mà hơi ỉu và chan chát. Hóa ra không có nụ cười trên gương mặt Flying Dance, khoai tây chiên cũng không giòn. Cô ấy ít nói hẳn, thỉnh thoảng cúi đầu suy tư, rồi ngẩng lên chăm chú nhìn tôi. Con đường ngoài cửa hàng dần dần sôi lên. Đồ tồi ơi, sao ngoài đường vui vẻ thế? Hôm nay là ngày cuối năm mà em, có dạ hội hay sao ấy, lát nữa chúng ta đi xem nhé. Ok, đi luôn cũng được. Tôi liền đứng dậy, thu dọn đĩa chén, trỏ vào chiếc ba lô ra hiệu. Bên ngoài đầy áp người và đèn. Bỗng nhiên, trời đổ mưa như chút nước. Tôi vội vàng nắm tay Flying Dance, kéo vào mái hiên bên cạnh đường. Đây là lần thứ hai tôi chạm vào ngón tay cô ấy. Những ngón tay lạnh lẽo băng giá như lần trước. Lần ấy do coca ướp đá, còn lần này có lẽ do mưa và gió. Take
나쁘죠 그대는 좀 나쁘죠 마지막 우리 젖은 사랑이 눈물인가요 그대보단 더 Các bạn vừa nghe xong phần 14 của câu chuyện Lần đầu bên nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.